ấy chữa, bạn ấy đọc là beer thì là đáp án nó sẽ bị sai đi đấy, lưu ý cho cô nhá, được chưa? Nên là mình đừng bị sai nha. Ok, nào đọc lại cái các cái con động vật đã. Ok, đọc cho cô này. Butterflies, Butterflies, camel, a camel, dinosaur, dinosaur, an octopus, sorry, an octopus, a bee, a an bee, an octopus, swans, swan, a rabbit, a rabbit, a beetle, a beetle, a donkey. a donkey, Tục này, a polar bear, polar bear, tortoise. tortoise. Đúng rồi, ok. Về nhà đọc nốt từ nhá. Nói chung hôm nay hơi trục trặc một tí. Hôm sau cô sẽ dạy bù hơn một nhiều một chút, được chưa? Ok, con về nhà con nhớ học bài của cô nhá. Ok, so in the end of the day, so goodbye, see you next time. Bye. Goodbye. Okay.